kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bộ Công an tổ chức lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến với tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Đà Nẵng nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các khu công nghiệp. Những thầy cô giáo nơi vùng cao tỉnh Tuyên Quang gieo ước mơ con chữ, tiếp lửa cho học trò theo đuổi con đường học tập để có thể thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 12 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu các dân tộc tỉnh Bắc Giang. Với dân số 1,8 triệu người, hiện Bắc Giang có 45 dân tộc. Trong số 257.000 đồng bào các dân tộc ít người, thì chủ yếu là các dân tộc Tày, Nùng, Giao, Sán Dìu, Sán Chí, Cao Lan và dân tộc Hoa. Tại đây, Chủ tịch nước đã khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tăng cường chăm lo các dân tộc ít người để đồng bào sớm tiến bằng các dân tộc anh em cả về kinh tế và văn hóa. Đó chính là để vun sới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, Chủ tịch nước mong đồng bào phát huy tinh thần tự cường để đứng vững trên đôi chân và sử dụng bàn tay khối óc của mình để thoát nghèo và tiến tới làm giàu. Chiều cùng ngày, nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã điện đàm chúc mừng và mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm thăm chính thức Thái Lan. Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, hai thủ tướng yêu cầu các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan trong năm 2021, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có việc tổ chức họp nội các chung Việt Nam-Thái Lan, sớm ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2021-2025 và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Hai thủ tướng cũng trao đổi các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh do dịch bệnh COVID-19. Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương như là Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, đẩy mạnh kết nối giao thông cũng như là thúc đẩy phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan ủng hộ Việt Nam đăng cai trung tâm ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi. Hai thủ tướng chia sẻ tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Hai bên khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar vượt qua thách thức hiện nay, nhất trí hợp tác cùng ASEAN thúc đẩy triển khai thỏa thuận của các nhà lãnh đạo ASEAN về vấn đề Myanmar. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội xuyên biên giới vào Việt Nam, tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ ngành cơ quan liên quan xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh để chủ động đấu tranh với luồng thông tin xấu độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin trên không gian mạng, ứng dụng kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông. Bộ Ngoại giao phối hợp kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tổ chức quảng bá, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Lực lượng công an nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ngày bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Đó là nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân, bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 5. Trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, lực lượng công an nhân dân thời gian qua đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu nhân sự ứng cử. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều hoạt động phá hoại công tác bầu cử. Chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở và không để hình thành điểm nóng. Hiện nay thì cũng còn nhiều ứng cử viên đang tiếp tục cái công tác vận động bầu cử. Kể cả Quốc hội, và có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay thì các địa phương bắt đầu mới triển khai cái rộng rãi để cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và các cấp là vận động bầu cử. Cho nên chúng ta triển khai sớm như thế này thì không chỉ có tác động đến cái ngày 23 tháng 5 là ngày bầu cử và một số cái thời điểm mà tổ chức bầu cử sớm, mà còn tạo điều kiện rất thuận lợi và đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của đại biểu Quốc hội ở Trung ương cũng như các địa phương, rồi đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, rồi cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, lực lượng công an tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tích cực hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó có tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực dịch COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng. Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị lực lượng công an cần bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ ngày bầu cử và bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, tích cực phối hợp với các địa phương trong xem xét, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại. Nếu như đến ngày 13 mà chúng ta giải quyết xong các cái vấn đề khiếu nại tố cáo rồi ấy, thì cái địa điểm bầu cử đó thì có thể là thuận lợi hơn. Nhưng có những nơi mà tình hình nó có những phức tạp mà chưa giải quyết xong được cái khiếu nại tố cáo mà chuyển sang cái kỳ sau ấy, thì cái này cũng phải xác định đây là những cái điểm bầu cử mà có cái tiềm năng là có những cái rủi ro và xếp nó là vào các cái địa bàn trọng điểm để chúng ta tăng cường cái công tác kiểm tra và giám sát, để tránh cái trường hợp là khi chúng ta bầu cử xong rồi lại phải là xem xét là không công nhận cái kết quả bầu cử của ứng cử viên đó. Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng công an sẽ dành toàn tâm toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày bầu cử, đồng thời phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử trong toàn lực lượng công an nhân dân. Tỉnh Ninh Thuận có gần 1/4 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số thì có một vai trò hết sức quan trọng. Họ là cầu nối giữa các cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân và cũng là hạt nhân để giúp cho cử tri hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây. Làng Chăm Bầu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Những ngày này, người dân trong làng đã tìm hiểu nhiều thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Ông Hàm Men là người có uy tín trong làng Chăm Bầu Trúc. Ông Men rất vui vì con em người Chăm đã được bầu chọn là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ vừa qua. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới, nhờ thế mà được ông và nhiều người đặc biệt quan tâm. Tôi rất tự hào cho con cháu nó làm việc cho người Chăm được, thì mình cũng phấn khởi tự hào là coi con cháu phải nêu gương làm theo coi như tinh thần số dù là bác dạy sao mà làm theo y như vậy. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, nhờ tạo điều kiện để các đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín phát huy vai trò trách nhiệm của mình, nên nhiệm kỳ vừa qua, nhiều chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đến được vùng đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời. Tiếng nói, mong muốn của cử tri cũng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe và giải quyết thấu đáo. Ninh Thuận thì trong nhiệm kỳ vừa qua, với cái góc độ của Mặt trận thì cũng luôn đồng hành cùng với các đại biểu dân cử là người dân tộc thiểu số, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cũng rất là chất lượng, rất là bài bản.
và nó cũng góp phần hết sức quan trọng cho cái việc ngày càng đổi mới và phát triển ở vùng đồng bào dân tộc theo cái hướng tích cực hơn. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ninh Thuận có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 89 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và nhận được sự tín nhiệm cao từ cử tri nơi cư trú. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 12 người, chiếm gần 13,5%. Sáng ngày 12 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Đà Nẵng để nhằm kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong khu công nghiệp khi mà đã có các ca mắc là công nhân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Trong đêm qua, ngay khi phát hiện ca dương tính, tại thành phố Đà Nẵng cũng như tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương truy vết lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn công nhân trong khu công nghiệp. Tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng lực lượng y tế, công an, quân đội tại Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao. Đặc biệt, dù còn tiềm ẩn nguy cơ ở các khu công nghiệp, nhưng ba địa phương này đã cơ bản kiểm soát, truy vết thần tốc, dịch đến đâu, khoanh đến đấy, nhanh gọn nhất có thể. Tôi rất hoan nghênh các đồng chí, đặc biệt là Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội vừa qua là rất sáng tạo, cùng nhau kết hợp giữa xét nghiệm theo cái khẳng định và cái xét nghiệm bây giờ là đưa cái sinh phẩm mới vào. Tại vì cái lúc mà chúng ta nó nhiều ấy, thì chúng ta không thể chỉ làm theo phương pháp cũ được đâu. Đặc biệt Đà Nẵng là rất sáng tạo. Trước đây các ông chí là cho gộp 5 mẫu, bây giờ gộp đến 10 rồi. Và các ông chí là làm đến 20 tùy từng trường hợp. Và tôi đề nghị Đà Nẵng ấy tiếp tục làm cái này và để thành một cái hướng dẫn. Nó không phải mang tính lý thuyết, pháp quy gì cả. Nhưng mà nó như một kinh nghiệm từ thực tiễn. Thì trường hợp này thì lên xét nghiệm là gộp bao nhiêu, trường hợp này kia thì xét nghiệm gộp bao nhiêu. Không chỉ là tiết kiệm đâu các ông chị, mà nó đẩy nhanh tốc độ. Để kịp thời ngăn chặn dịch, không để lây lan ra các cơ sở công nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tất cả địa phương tăng tốc lấy mẫu, cũng như nâng cao năng lực xét nghiệm. Đặc biệt, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, nhưng không ngăn sông cấm chợ để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Khi có dịch thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tránh tình trạng cực đoan là dồn hết mọi người từ nhà máy đấy vào một cái khu cách ly tập trung mà chưa được chuẩn bị kỹ để lây nhiễm chéo. Trước tình hình cả nước hiện có 369 khu công nghiệp tập trung, chưa kể khoảng 700 cụm công nghiệp đang hoạt động với khoảng 600.000 lao động, phần lớn làm việc trong môi trường kín, theo đó là hàng loạt xóm trọ, chợ cóc. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị tất cả địa phương làm việc sát sao với các doanh nghiệp, siết chặt việc thực hiện đúng quy định phòng chống dịch và huy động họ cùng tham gia xét nghiệm sàng lọc định kỳ, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Trước đó, ngay khi mà phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại khu công nghiệp An Đồn, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương nỗ lực truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và khử khuẩn tại các khu vực liên quan, đồng thời thì cũng triển khai ngay công tác ứng phó tại các khu công nghiệp khác trên địa bàn. Ngay sau khi ghi nhận một ca dương tính COVID-19 và nhiều ca nghi nhiễm là nhân viên công ty thuộc khu công nghiệp An Đồn, lực lượng chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã cách ly y tế khu công nghiệp này. Công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện suốt từ đêm qua đến giờ với hơn 5.000 mẫu. Quân khu 5 đã huy động cán bộ chiến sĩ, 3 xe đặc chủng đi khử khuẩn toàn bộ mọi ngõ ngách trong khu công nghiệp An Đồn. Theo đó, diện tích khử khuẩn trên 80.000 m2 với gần 100 kg hóa chất. Khu vực đường nhựa và bê tông lớn thì có các cái xe đặc chủng lớn, còn lại các cái khí tài cỡ trung thì chúng tôi đã đưa lan lõi vào các cái khu vực đường nội bộ và kể cả khu vực phía bên trong của khu nhà máy. Trong sáng nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đi giám sát công tác ứng phó với tình huống dịch hiện nay tại 3 khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Cầm và Liên Chiểu. Theo đánh giá, vẫn còn một số doanh nghiệp có dấu hiệu chủ quan. Đoàn kiểm tra yêu cầu bổ sung vào kịch bản tình huống thiết lập y tế khi dịch bệnh xảy ra. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh một số cái doanh nghiệp làm tốt hơn trong công tác phòng chống dịch như là sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi làm việc, phân ca làm việc hợp lý và giữ khoảng cách trong cái bát cấp bữa ăn ca. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết, tăng tốc xét nghiệm, nỗ lực không để dịch bệnh lây lan trong các khu công nghiệp.
Còn liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa nhi của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Hiện trung tâm này đã tạm ngừng hoạt động từ hôm nay. Ngày 12 tháng 5, thì Việt Nam cũng đã ghi nhận thêm 82 ca mắc COVID-19 mới trong nước. Tất cả đều thuộc diện là đã được cách ly tập trung hoặc là đang sống ở trong các khu cách ly y tế. Như vậy thì đến thời điểm hiện tại, đợt dịch này đã có tổng cộng là 610 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước tại 26 tỉnh, thành phố. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, thì tăng cường khả năng phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp, nâng cao sức đề kháng của nền kinh tế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Những thầy cô giáo nơi vùng cao tỉnh Tuyên Quang gieo ước mơ con chữ, tiếp lửa cho học trò theo đuổi con đường học tập để có thể thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Thưa quý vị, tuần vừa qua thì mật ong là sản phẩm mới nhất của Việt Nam bị khởi kiện chống bán phá giá. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, thì các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng phải đối mặt nhiều hơn với những rủi ro, mà đặc biệt là các vụ kiện chống phá giá từ các thị trường lớn. Các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ được Tổ chức Thương mại Thế giới và các Hiệp định Thương mại Tự do cho phép các thành viên sử dụng để có thể hỗ trợ các nền kinh tế, các ngành sản xuất trong quá trình tự do hóa. Chính vì thế mà việc xây dựng các giải pháp phù hợp để phát huy vai trò các biện pháp phòng vệ thương mại và tăng sức đề kháng của mỗi doanh nghiệp trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tháng 10 năm 2019, Cơ quan Hải quan và Biên giới Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với tập đoàn thủy sản Minh Phú của Việt Nam. Một năm sau, Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu của công ty này ở mức 10%. Không chấp nhận mức thuế vô lý này, tập đoàn Minh Phú đã quyết định kháng cáo. Quá trình kháng kiện đã thành công sau 4 tháng nỗ lực với nhiều thủ tục về pháp lý cũng như kỹ thuật. Cực vui luôn đối với Minh Phú, thì đây là một cơ hội rất là tốt cho Minh Phú đẩy mạnh bán tôm ở Hoa Kỳ. Kết luận của Hải quan Hoa Kỳ thì chứng minh được rằng là Minh Phú không có nhập tôm Ấn Độ bán vào Mỹ và cũng lấy được cái vị thế của Minh Phú cũng như cho ngành tôm Việt Nam. Tuy nhiên, Minh Phú chỉ là một trong số rất ít doanh nghiệp của Việt Nam nhận thức được vai trò của các biện pháp phòng vệ thương mại. Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chưa mặn mà trong việc khiếu nại hay sử dụng phòng vệ thương mại như một công cụ để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Để hoàn thiện một bộ hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, bên cạnh việc chứng minh các thiệt hại mà chúng tôi đang phải gánh chịu, thì chúng tôi còn phải thu thập rất nhiều thông tin bằng chứng của hành vi bán phá giá. Tuy nhiên, do hạn chế về mạng lưới quốc tế, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc thu thập các thông tin về giá bán cũng như là các chi phí liên quan ở thị trường nội địa của nước xuất khẩu. Sau cá tra, tôm đông lạnh, thì thép, lốp xe ô tô, gỗ dán hay thậm chí là xi măng, sơ sợi và mới đây nhất là mật ong của Việt Nam cũng là đối tượng điều tra chống bán phá giá tại nhiều thị trường khác nhau. Phòng vệ thương mại là một phần tất yếu của cái môi trường kinh doanh thương mại quốc tế trong cái bối cảnh hiện nay. Chỉ có thể hiểu và sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại thì chúng ta mới có thể duy trì, sau đó là phát triển thị trường, tận dụng được các cái lợi ích mà các hiệp định FTA mang lại. Và chúng tôi cho rằng đây là một trong những yếu tố quyết định để gia tăng cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp đưa ít nhất 5 vụ kháng kiện chống bán phá giá ra Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. 3 vụ việc, WTO đã ra phán quyết có lợi cho Việt Nam, còn 2 vụ việc đang trong quá trình xét xử. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để nâng cao sức đề kháng của nền kinh tế, cần có một chiến lược dài hạn để hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường khả năng phòng vệ thương mại trong bối cảnh nền kinh tế mở như hiện nay. Tại thành phố Đà Nẵng, vào ngày 12 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Trần Anh Tuấn về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Theo điều tra, các công ty do Tuấn làm giám đốc thường xuyên có giao dịch với hội người Hàn tại thành phố Đà Nẵng. Lợi dụng điều này, thì Tuấn đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc vào Việt Nam theo dạng là chuyên gia làm việc cho công ty của mình. Song thực chất thì đây chỉ là vỏ bọc để số người Hàn này vào Việt Nam hợp pháp. Tuấn đã bảo lãnh chót lọt cho 12 công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng với số tiền công là 50 triệu đồng.
Sáng ngày 12 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao tặng 100 máy thở và 50 máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ. Tổng giá trị số thiết bị này là khoảng 14 tỷ đồng. Lễ trao tặng được tổ chức với hình thức trực tuyến. Trong số các thiết bị y tế hỗ trợ thì có 100 máy thở do tập đoàn Vingroup thiết kế và sản xuất. Dự kiến là số thiết bị này sẽ được chuyển theo đường hàng không tới New Delhi vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, những thiết bị y tế do Việt Nam trao tặng sẽ được sử dụng hiệu quả trong bối cảnh Ấn Độ đang trong tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế. Thưa quý vị, trường Trung học phổ thông Lâm Bình, huyện Lâm Bình của tỉnh Tuyên Quang có khoảng 400 học sinh, trong đó thì có tới 99% học sinh là người dân tộc thiểu số. Đường xá xa xôi, hoàn cảnh gia đình thì lại khó khăn. Đây là những lý do mà khiến cho rất nhiều học sinh của trường phải bỏ dở ước mơ con chữ. Và những thầy cô giáo ở nơi đây thì không chỉ là người truyền dạy kiến thức cho các em, mà còn là người truyền lửa để tiếp thêm quyết tâm cho học trò theo đuổi con đường học tập để có thể thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Ma Thanh Tùng là một học sinh tiêu biểu của trường Trung học phổ thông Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Tùng có niềm say mê đặc biệt với môn địa lý và người luôn đồng hành với em là cô giáo Ma Thị Đơn. Cô người truyền cảm hứng cho em. Khi mà được cô quan tâm giúp đỡ thì em cảm thấy mình có say mê và có năng khiếu với môn địa một chút. Thì lúc đấy thì cô cũng đã hỗ trợ em, đưa cho em vào đội tuyển ôn của nhà trường. Trong cuộc thi học sinh giỏi môn địa lý năm nay thì em có đạt được giải khuyến khích. Thích thú với việc học là thế, nhưng cũng không ít lần ý nghĩ bỏ trường, bỏ lớp cũng đến với Tùng. Em cũng muốn đi học nhưng mà hoàn cảnh gia đình không cho phép. Em muốn đi công ty làm việc, kiếm tiền giúp gia đình. Cô giáo dạy Tùng. Anh Tùng nghỉ học kỹ văn. Mấy anh mình phải học. Nó cũng thay mặt nhà trường khám đồng viên ở lan phải học. Cô Đơn ở trên lớp cũng nói chuyện với em, lên gia đình em để khuyên em là phải đi học để mà sau này mới phấn đấu để phát triển kinh tế gia đình mình. Phải học thì sau này mới có việc làm. Đi học được miễn giảm học phí, được hỗ trợ gạo của nhà nước. Nhưng con đường theo đuổi con chữ của những đứa trẻ vùng cao còn rất nhiều gian nan. Thấu hiểu những khó khăn mà học trò phải vượt qua để đến trường, cô giáo Đơn tự đặt ra nhiệm vụ cho mình rằng những bài giảng trên lớp phải thật lý thú, khơi gợi niềm đam mê học tập ở các em. Đối với bộ môn địa lý, nó sát thực với cái địa phương của mình. Dạy về vấn đề gì thì tôi thường xuyên liên hệ thực tiễn đến địa phương mình, tạo hứng thú của các em. Biết được các đặc điểm địa phương của mình. Những bài giảng địa lý của cô không chỉ giúp học sinh mở mang kiến thức mà còn khuyến khích các em tìm hiểu về chính địa phương mình để từ đó ươm mầm những ý tưởng lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương của các em. Em đi học xa thế này, các thầy cô như là người cha, người mẹ thứ hai của em. Đây thì em còn có cả bạn bè với thầy cô nữa nên là cũng cảm thấy không cô đơn, thêm động lực để cố gắng học. Nhờ có cô và các thầy cô khác thì em mới có được ngày hôm nay và chưa biết là tương lai thế nào nhưng mà em rất là cảm ơn các thầy cô. Vâng thưa quý vị, chưa biết là tương lai sẽ như thế nào nhưng chắc chắn rằng là với những cô cậu học trò vùng cao này, các em sẽ không phụ công lao của thầy cô giáo của mình, sẽ cố gắng học tập thành tài và sau đó thì chắc chắn là sẽ đóng góp để xây dựng cho quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Và chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.